Chào mừng các bạn đã đến với khoa học lập trình React.js tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những ví dụ đơn giản trong khi lập trình React. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ làm là gì. Rồi mình sẽ bật trang localhost sẽ 3000 lên. Và đây là cái ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ làm. Đây là một cái component. Rồi thì nó sẽ có một cái state là con số ở đây, và mỗi lần mình click vào cái button này thì con số này nó sẽ tăng lên 1. Và mình click ha, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đó chính là cái bài tập đầu tiên của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào thực hiện. Ok, thì mình sẽ mở item lên. Các bạn sẽ thấy đây là cái project của chúng ta. Mình có một file index.js, đó là một cái file index.js rất cơ bản. Chúng ta sử dụng gói Express để dựng lên một con server. Tiếp theo thì mình sử dụng cái template engine là EJS. Mình set thư mục chứa các cái file EJS là thư mục views. Thì ở trong này mới chỉ có một file duy nhất, đó là file homepage.ejs. Tiếp theo thì mình set thư mục static là thư mục public ở đây. Rồi, nếu mà có ai đó truy cập đến route suite thì mình sẽ render ra trang homepage. Ok, đó là tất cả về file index.js. Các bạn nhìn qua file homepage.js thì trong file này nó sẽ lấy ra ba cái thư viện ở trong thư mục public. Đó là ba cái thư viện mà các bạn đã quen thuộc rồi ha, đó là react.js, react-dom.js và browser-min.js. Ok, tiếp theo ở trong thẻ body thì nó có một cái div có ID bằng root, và đây là một thẻ div rỗng ha. Tiếp theo là một cái thẻ script, đặc biệt type của nó là bubble, và nó trỏ tới cái file ví dụ 1.js ở đây. Rồi, thì bạn nhớ là khi cài đặt thì mình đã install hai cái module, đó là Express và module EJS. Ok, đó là tất cả những gì mà khi bắt đầu chúng ta phải chuẩn bị. Thì các bạn sẽ chuẩn bị đến bước này và chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, các bạn đã chuẩn bị đến bước này thì bây giờ chúng ta sẽ run server và chúng ta chạy xem là chúng ta sẽ có cái gì ha. Mình chuột phải và git path here. Tiếp theo node index enter. Ok, như vậy là các bạn thấy server của chúng ta đang nhấp nháy, nghĩa là nó đang chạy rồi. Mình sẽ truy cập đến route là 3000. Rồi, ok, như vậy các bạn thấy Khoa Phạm trên hình đã được hiện ra. Như vậy là nó đã render thành công. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào việc là xây dựng cái component giống như lúc demo ha. Ok, thì đầu tiên mình khai báo một cái biến. Ví dụ mình đặt tên là cái com. Rồi, chúng ta gọi đến function là react.create class. Ok, chấm phẩy. Ở trong là một cái đối tượng, nó có một hàm là hàm render hai chấm các bạn function, và mở ngoặc, đóng ngoặc. Ở trong thì nó render ra cái gì? Nó return ra ví dụ là một cái button đi, và set button, mình đóng cái thẻ button này lại. Tiếp theo ở trong này thì mình chuyển cái text ví dụ như là hello. Rồi, ok, bây giờ mình lưu lại. Tiếp theo các bạn nhìn xuống cái hàm react-dom.render thì bây giờ mình sẽ không render cái thẻ này nữa, mà mình sẽ render cái thẻ core. Rồi các bạn chuyển vào core và nhớ là có cái đóng lại ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy thử. Server của mình chưa có gì thay đổi cho nên là đơn giản mình sẽ chạy thử luôn ở đây, và mình chuột phải. Rồi, các bạn thấy nó đã hiển thị ra cái button hello. Như vậy là bước này đã thành công. Tiếp theo thì ở đây mình muốn hiển thị ra con số, và con số này nó tăng dần. Như vậy thì ở đây mình sẽ phải vẽ ra một cái thuộc tính state. Rồi, thì để có state, trước tiên thì mình sẽ gọi đến cái function là getInitialState. Ok, và nó là một cái function các bạn, hai chấm function, mở ngoặc tròn và mở ngoặc nhọn. Rồi,
các bạn thấy get initial state và render thì nó là hai cái member của cái đối tượng con, cho nên ở giữa mình phải có dấu phẩy. Rồi tiếp theo vào trong hàm này nó sẽ trả về, tức là return ra một cái đối tượng, thì đối tượng các bạn mở ngoặc nhỏ. Rồi trong này thì các bạn truyền vào cái thuộc tính của nó, ví dụ mình gọi cái thuộc tính là 5 và trong này mình truyền vào số đầu tiên là số 0 đi, nghĩa là khi khởi tạo cái state thì nó sẽ có một cái đối tượng có thuộc tính 5 và giá trị của thuộc tính 5 khi khởi tạo là 0. Rồi thì ở đây mình sẽ truyền cái 5 này vào ha. Chúng ta mở ngoặc nhọn và gọi đến là did.state và .5. Ok. Và bây giờ mình sẽ chạy thử xem là nó có đúng là 0 không ha. Rồi, bật lên các bạn. Và mình run lại. Ok, như vậy là ở đây các bạn thấy nó là số 0. Rồi bây giờ mình sẽ chuột phải chọn inspect. Ok. Các bạn chọn đến cái React ở đây. Rồi, mình bật lớn lên ha. React. Mình mở ra thì đây là cái con của chúng ta ha. Và các bạn thấy đây là cái con, tức là cái đối tượng con của chúng ta. Và nó có props cũng như state. Thì prop ở đây chúng ta không có prop gì cả. Và state thì chúng ta có state là 5. Và bây giờ mình muốn thay đổi cái 5 này thì mình có thể tạo ra một cái sự kiện gì đó khi mà mình click chẳng hạn. Nhưng mà ở đây thì với cái extension React Developer Tool thì chúng ta có thể trực tiếp thay đổi cái giá trị của state ở đây. Ví dụ ở đây mình sẽ thay đổi nó bằng 19 đi. Và mình enter, như vậy là các bạn thấy là ngay lập tức nó đổi thành 19 ha, 18. Rồi, như vậy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với việc là set sự kiện cho cái button này. Thì mình muốn là khi mà click vào cái button này thì giá trị của state 5 nó sẽ tăng lên một đơn vị. Và đương nhiên nó sẽ cập nhật vào cái giao diện cho chúng ta. Rồi, thì ở đây mình sẽ gọi ra một cái hàm. Ví dụ ở đây mình gọi là add. Rồi, các bạn mở ngoặc tròn và mở ngoặc nhọn, enter. Và ở đây, chuyển vào dấu phẩy. Thì các bạn thấy đây cũng là một cách khai báo function khác ở trong JavaScript. Thì ví dụ như hàm này, getInitialState, các bạn cũng có thể bỏ từ dấu 2 chấm đến hết chữ function, các bạn xóa đi. Thì nó vẫn hiểu đây là một cái function getInitialState ha. Rồi, ví dụ ở hàm add này, mình làm gì? Thì mình sẽ set lại cái giá trị cho cái state của chúng ta. Các bạn có thể gọi hàm did.setState. Rồi ok, chấm phẩy. Và bên trong thì các bạn truyền vào một đối tượng ha. Đối tượng, ví dụ đối tượng này là 5 này. Và mỗi lần thêm vào thì mình muốn cộng nó lên một đơn vị, thì các bạn gọi did.state và .5. Rồi sau đó cộng với 1 nữa. Ok, mình sẽ phải gán cái sự kiện onClick cho cái button này ha. Thì các bạn gán nó ở đây, onClick và bằng. Tiếp theo thì các bạn sẽ truyền vào là mở ngoặc nhọn và did.add. Ok, và chúng ta sẽ run thử. Rồi, mình sẽ refresh lại ha. Refresh. Rồi, hiện tại nó đang là 0. Thì các bạn sẽ để ý cái button này. Và các bạn cũng để ý cái state này xem có gì thay đổi ha. Mình sẽ ấn vào 1, 2, 3. Như vậy các bạn thấy là đồng thời cái button này thay đổi. Thì ở đây trong cái React Developer Tool thì nó cũng thay đổi theo ha. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái ví dụ đầu tiên, cũng là bài tập đầu tiên của chúng ta. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những ví dụ nâng cao hơn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.